Sáng nay, truyền hình quốc hội Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh đã bấm nút chính thức phát sóng 365 FM, chương trình phát thanh liên kết giữa truyền hình quốc hội Việt Nam và đài phát thanh truyền hình các tỉnh thành. 365 FM là chương trình phát thanh liên kết giữa truyền hình Quốc hội Việt Nam và đài phát thanh truyền hình tỉnh Đồng Nai, đài phát thanh và truyền hình tỉnh Hương Yên. Đây là chương trình phát thanh tương tác trực tiếp và cung cấp các thông tin cho cử tri nhằm tuyên truyền các hoạt động của Quốc hội, quảng bá các chương trình phát sóng trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Từ ngày 15 tháng 1 năm 2020, Đài Phát Thanh và Truyền hình Hương Yên phối hợp với kênh 365 FM cũng chính thức tăng thời lượng phát sóng phát thanh từ 12,5 giờ lên 24 giờ trên ngày. Kênh Phát Thanh Hương Yên được phát sóng ở tần số FM 92,7 MHz. Ngoài các chương trình thời sự, còn có các chương trình mới như Đi An Toàn Sống Vui Khỏe, Đồng Hành Cùng Nhà Nông, Âm Nhạc Tin Tức Giải Trí mang đến những món ăn tinh thần hữu ích cho người dân.